Kính chào tất cả các thầy cô. Do hôm nay là mình đang làm việc tại một trường tiểu học của thành phố Long Xuyên, cho nên vì vậy các bé đang giờ ra chơi, cho nên cũng sẽ có ảnh hưởng đôi chút đến các thầy cô. Nếu như mà thầy cô, cho nên cũng mong các thầy cô thông cảm ha. Còn xin lỗi trước vì có một vài tiếng ồn để các thầy cô nghe không được rõ. Các thầy cô, hôm nay là một buổi sáng thứ sáu và các thầy cô đã ăn sáng trước khi đi dạy chưa ạ? Sau bữa ăn sáng này thì các thầy cô đã dùng gì? Trà, cà phê hay là nước lọc ạ? Riêng mình á, thì mình có một thói quen, tại vì mình là như là dân nghiện cà phê, cho nên là sáng mà sau ăn sáng xong mình cũng uống cà phê. Và bên tiếng Anh mình cũng có một cái từ dành cho những người mà hay nghiện cà phê thì được gọi là coffee lovers, một cái từ rất là lãng mạn. Nhưng mà thì chỉ riêng cái việc ăn uống thôi thì chúng ta cũng thấy được rằng là nó cũng có một cái sự mà khác biệt, đó là phân loại ra một cái nhóm khác nhau. Vậy thì còn cái việc học của mình cũng vậy, đối với trẻ con và đối với người học luôn thì chúng ta cũng có những cách học khác nhau. Cái đó mình được gọi là learning style. Ví dụ có những người thì sẽ học thông qua cái việc nhìn, có những người thì sẽ học thông qua việc nghe. Các bạn cho cô một tràng pháo tay. Chỗ này. Hai. Cô nói quan trọng là vì vậy cho nên chúng ta cũng cần phải có những cái phương pháp giảng dạy khác nhau dành cho những đối tượng khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta sẽ cùng nói tiếp về vấn đề quản lý lớp học và phần của ngày hôm nay. Ok, mời các thầy cô chúng ta cùng xem nhé. Classroom management, quản lý lớp học. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen, sẽ giới thiệu với các thầy cô việc chia nhóm. Việc chia nhóm đầu tiên của chúng ta sẽ quan tâm đó là cái việc mà sắp xếp chỗ ngồi của học sinh. Alo. Thầy cô có thấy không ạ? Nó nghe kẻ đấy không? Mỗi bữa em lấy micro. Dạ. Cái việc chia nhóm, cái việc mà cần thiết nhất đó là việc đầu tiên mình làm quen. Đó là sẽ là cái phần mà sắp xếp chỗ ngồi. Việc sắp xếp chỗ ngồi thì chúng ta sẽ dựa vào những yêu cầu về như thế nào. Thứ nhất, các anh chị
vì việc sắp xếp chỗ ngồi sẽ quyết định được cái sự thành bại trong cái một cái bài giảng của mình. Và điều thứ hai, khi chúng ta quan tâm tại sao, bởi vì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến các thiết bị bàn ghế của mình. Trước khi mình sắp xếp chỗ ngồi, mình cũng cần xem là cái bàn ghế của mình có thể di chuyển được không, hay là những cái bàn ghế của mình là những bàn ghế cố định sẽ khó cho các thầy cô trong việc di chuyển. Chính vì vậy mình cần phải suy nghĩ để cái việc sắp xếp và thay đổi chỗ ngồi của học trò cho thật là thuận tiện. Kế tiếp đó là việc chúng ta cũng cần lưu ý đến, đó là sĩ số học sinh của mình. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng chúng ta cần phải thay đổi thường xuyên cái việc sắp xếp này để cho tạo cho các em có một sự hài lòng trong cái việc học, để các em thấy được rằng các em được chuyển di chuyển chỗ ngồi, các em được tham gia và được quyền quyết định. Các thầy cô chúng ta cũng tắt mic cho các thầy cô ha, nếu mà các thầy cô vừa vào. Dạ, như vậy thì bây giờ chúng ta cùng mở cái chat box ra các thầy cô. Các thầy cô có thể rê chuột của mình và để mở chat box ra. Các thầy cô sẽ xem mình có gợi ý 5 cách sắp xếp chỗ ngồi. Thì theo các thầy cô, 5 cái danh từ này, từ nào không phải là sắp xếp chỗ ngồi? Number 1, horseshoes, cái kiểu ngồi à. Number 2, circle. Number 3, pear. Number 4, crit. Number 5, U-shape. Dạ, mời các thầy cô chúng ta cùng rê chuột và chúng ta vào mở chat box. Các thầy cô có thấy không ạ? Chat. Các thầy cô chọn giùm mình nhé. 1, 2, 3, 4, or 5, which one is not a kind of sitting? Theo các thầy cô thì cái nào không phải là một cái kiểu mà chúng ta sắp xếp bàn ghế? Dạ, mời các thầy cô. Yes. 1, 2, 3, or 5. Hello. Horseshoe, circle, pear, grid, or U-shape? Which one? Mình vẫn chưa nhận được tín hiệu của các thầy cô. Hello, các thầy cô đã mở được cái chat box chưa ạ? Chắc là có người sẽ nghĩ rằng đó là horseshoes. Vậy thì các thầy cô, horseshoes tức là cái cách ngồi giống như là cái móng ngựa đó các thầy cô. Vì vậy horseshoes và U-shape, mình dạo gần đây thì chúng ta thường hay nghe từ V-line các thầy cô. Và bây giờ mình có từ U-shape tức là cũng ngồi theo hình chữ U. Vì vậy horseshoe và U-shape đó là hai cái cách ngồi giống nhau. Cách circle tức là ngồi theo hình tròn, pear là ngồi theo cặp, và grid tức là ngồi riêng lẻ từng bàn. Như vậy trong năm cái này thì không có cái nào được gọi là cái cách không phải là cách ngồi, cách sắp xếp bàn ghế trong lớp học. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem thử xem là các cái kiểu ngồi này sẽ có thuận lợi và có những bất lợi gì, và sẽ phù hợp với các hoạt động nào trong lớp học các thầy cô ha. Thứ nhất, chúng ta sẽ làm quen. Đây, đó là circle, cái cách ngồi theo hình tròn. Và cách ngồi theo hình tròn này sẽ thuận lợi cho việc là chúng ta tổ chức những cái cuộc mà thảo luận trong lớp. Và cái cách ngồi như thế này thì rất là tiện để cho chúng ta nhìn mặt nhau. Nhưng với một điều bất tiện, đó là lớp học của mình phải đủ lớn để cho kết lại thành một vòng tròn. Và cách thứ hai, thì các thầy cô xin giới thiệu các thầy cô, cái này là rows, tức là chúng ta ngồi theo một hàng, theo từng hàng. Thì cách sắp xếp này các thầy cô cũng thấy là một cái cách sắp xếp truyền thống, và chúng ta cũng thường hay ngồi như thế này thì rất là dễ. Và cái việc này thì giúp cho học trò của mình sẽ có nhìn lên cái tầm nhìn tốt. Và giáo viên cũng vậy, giáo viên sẽ quản lý học sinh được tốt trong vòng kiểm soát của mình. Nhưng cách ngồi này thì chỉ để thuận lợi cho cái việc mà chúng ta giảng dạy về ngữ pháp. Chúng ta yêu cầu học sinh của mình xem phim, rồi chúng ta cũng trình chiếu các slide PowerPoint. Và như vậy thì cái chuyện mà việc mà tương tác giữa học sinh thì nó sẽ rất là ít.
do là học sinh của mình chỉ ngồi đúng cái vị trí đó và chỉ ngồi cạnh những cái bạn học như thế, cho nên cái việc tương tác rất là ít. Và bây giờ cái cách hot shoes như hồi nãy mình có nói với các thầy cô, thì ở đây mình gọi là hot shoes bởi vì được chia ra thành những nhóm nhỏ khác nhau. Cái việc này khuyến khích các em làm việc trong các nhóm nhỏ, và như vậy cô giáo có thể đưa ra một cái vấn đề, ví dụ vấn đề của lớp mình để các bé cùng thảo luận. Thì một khi những bé nào có nhu cầu trình bày, các bé có thể đứng ở ngay giữa để mọi người cùng nhìn thấy. Ở đây thì mình có thể phân ra để cho những cái lớp học có sĩ số ít thôi, và cái vị trí của giáo viên á, thì sẽ giảm dần cái vai trò quản lý, mà giáo viên có thể đi xung quanh để có thể góp ý cho từng nhóm nhỏ, và các em sẽ cảm thấy là các em sẽ tập trung vào bạn mình nhiều hơn. Nhưng mà các vị trí các sắp xếp này cũng vậy, cũng sẽ cần có tốn diện tích cũng nhiều. Nhưng những lớp mà rộng rãi thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế này sẽ rất là tốt. Và đây là cái cách mà chúng hồi nãy mình có nói là cách sắp xếp riêng lẻ, mỗi bàn ngồi riêng lẻ. Cái cách này sẽ thuận lợi khi mà mình yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. Và các em, đặc biệt là ví dụ mình có thể yêu cầu bé làm bài test để tránh trường hợp là các bé có thể hỏi bài nhau, là có thể là trao đổi trong giờ kiểm tra, thì cách này là cách tốt nhất và chúng ta có thể đi đến kiểm tra từng bạn. Cách này cũng vậy, chúng ta cũng phải quan tâm là vì chúng ta cũng sẽ tốn rất là nhiều khoảng không gian trong lớp học, và cũng có khả năng là sẽ tạo ra tiếng ồn bởi vì các bé ngồi xa nhau, cho nên khi các bé nói chuyện sẽ lớn tiếng hơn. Đây là cách ngồi mà mình thấy là đa phần lớn các trường thường hay sử dụng, đó là cách ngồi theo cặp. Và cách ngồi theo cặp này thì nó vui hơn bởi vì các bé vẫn có một cái tầm nhìn rất là tốt, giáo viên cũng có thể quan sát và quản lý các bé tốt. Bên cạnh đó thì các bé lúc nào cũng có một partner để mình có thể trao đổi và có thể nói chuyện với nhau. Và cái cách này á, là một cái cách rất là tốt để các bé có thể xoay chuyển được. Các bé từ trên có thể xoay xuống để chúng ta có thể làm việc nhóm tự, bên cạnh nhóm đôi, làm việc nhóm 4 và cũng có thể làm việc nhóm 6. Giáo viên cũng có thể đi vào và sau đó đến gần với các cặp đôi. Và sau đó thì các bé có thể tách ra để làm việc riêng lẻ với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào khi chúng ta chọn lựa hoặc là cách sắp xếp bàn ghế, thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến những cái điểm này để tạo nên sự thành công cho các hoạt động nhóm của lớp mình. Thứ nhất, đó là chúng ta phải làm sao để đảm bảo được rằng cái việc mà tiếp xúc giao tiếp của các bé không phải thông qua ngôn ngữ không, mà việc tiếp xúc bằng mắt của các bé, trao đổi bằng mắt của cô với trò, của trò với trò được thuận lợi nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải chắc chắn được rằng là cái chỗ ngồi của tất cả các em đều tốt và đều thuận lợi cho các em, không có chỗ ngồi của em nào bị mất tầm nhìn. Và chúng ta cũng sẽ phải tạo điều kiện để các bé cũng có thể thay đổi cái cách làm việc. Như lúc nãy nếu chúng ta sắp bàn cho các bé ngồi theo nhóm 2 pairs, thì các bé vừa có thể làm việc được nhóm đôi, xoay người xuống thì làm việc được nhóm 4, và khá y mà tắt bàn ra thì các bé cũng có thể ngồi làm việc theo đơn lẻ. Chính vì vậy đã tạo nên cái sự làm đa dạng trong hoạt động của lớp. Như vậy những điều mà chúng ta cần suy nghĩ trước khi chọn lựa đó là liệu rằng cái diện tích lớp học của mình có đủ hay không, có đạt được yêu cầu hay không. Cái thứ hai là chúng ta cần suy nghĩ đến đó là bàn ghế của mình. Xem thử xem là bàn ghế của mình có thể di chuyển được hay không, hay là đó là bàn ghế cố định, thì chúng ta sẽ phải nghĩ cách để chúng ta có thể hướng dẫn các em bước ra, xoay người xuống như thế nào để cho các em không gặp những trở ngại. Cái thứ ba mà chúng ta cần lưu ý đó là lứa tuổi của học trò. Tại vì có những chúng ta cũng phải suy nghĩ là lứa tuổi này, đặc biệt là các em lớp 1, thì các em liệu rằng các em có hỗ trợ mình khiêng bàn, khiêng ghế được hay không. Như vậy nếu không thì mình sẽ hướng dẫn các em đứng lên và di chuyển như thế nào cho hợp lý nhất. Và cuối cùng là chúng ta cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý đến loại và mục đích của hoạt động đó là gì, để chúng ta có cái kiểu sắp bàn hợp lý hơn. Như vậy ở đây mình cũng có các gợi ý với các thầy cô. Ở đây chúng ta có từ 1 tới 5, đó là các hoạt động, và A, B, C, D, F, đó là cách sắp xếp bàn ghế.
vậy dạ, các dạ. thầy cô có thể theo dõi và các thầy cô suy nghĩ xem như vậy chúng ta sẽ chọn lựa cái cách nào. Ví dụ đối với cái lớp có sĩ số khoảng 40 em thì khi chúng ta tổ chức trò chơi chúng ta sẽ chọn lựa cái hoạt động nào. Rồi đối với cái lớp học thảo luận thì chúng ta sẽ chọn như thế nào nhé. Mời các thầy cô chúng ta cùng suy nghĩ. Nếu được các thầy cô cũng có thể mở chat box và chúng ta cũng có thể gõ vào để cho xem thử coi number 1 ABCD, number 2 ABCD. Mời các thầy cô. Các bạn ơi, các bạn đừng kéo ghế nha. Dạ, chắc là các thầy cô cũng đã có đáp án của mình rồi đúng không ạ? Thưa các thầy cô, chúng ta cùng xem nhé. Đối với cái việc mà giáo viên khi đang giảng bài thì cái việc sắp xếp cho học sinh ngồi trong hàng như thế này sẽ tạo nên nhiều thuận lợi hơn cho các bé. Và đây, the answer is number one is B. Đối với việc làm theo nhóm như thế này thì sẽ rất là chơi trò chơi. Thì nếu mà chúng ta sắp xếp cho các bé ngồi theo U shape or horseshoes thì rất thuận lợi. Yeah. How about number two? Yes, of course, a circle. Nếu như mà để cho các bé thảo luận thì chúng ta có thể cho các bé ngồi theo hình tròn. Yeah. And then read a part reading task. Cho cái giao từ nhiệm vụ cá nhân thôi cho các bé đọc thì chúng ta cho các bé ngồi theo cái cách như thế này thì các bé sẽ tập trung hơn vào việc đọc mà không cần phải chia sẻ với các bạn của mình. And the last one, pair work. Okay, let them sit in as a pair. Bây giờ xin mời các thầy cô chúng ta cùng nhìn các hình ảnh này. Và khi các thầy cô nhìn các hình ảnh này thì các thầy cô đang nghĩ tới những cái hoạt động nào, những cái loại cái nhóm học nào trong lớp của mình ạ? The first one, can you see? One, two, only two. So this is called pair work. The second one, more than two. So we call group work. And the last one is individual work. Và các bé làm việc mình. Như vậy cái việc chị bấm cái bên kia kìa chị. Internet. Đó. Bấm trong tay chị. Nhận cho nó nhỏ dưới thôi. Em sử dụng thử. Chị ơi. Dạ. Do là ảnh hưởng của cô, sorry các thầy cô là wifi của trường hiện tại đang có vấn đề cho nên là yes. Dạ, các thầy cô đã thấy ổn hơn chưa ạ? Yes. Như vậy thì cái việc mà chúng ta chọn lựa cho các bé làm việc như các tên gọi pair work, group work or individual work
Nếu em tạo được vào những yêu cầu như thế. Đây. Dạ. Hết rồi, hết lâu rồi cô. Coi cũng được, tại vì cũng em tắt cái mic đi, em nói con được rồi nghe. Tiếng thì tắt mất rồi đúng không? Sorry. Rất là xin lỗi các thầy cô, là do là các bé đang bán lại đi đến nên là tạo ra cái thì ký đi. Dạ đây. Individual work. Bây giờ chúng ta có thể nói về những thuận lợi và bất lợi trong cái việc tổ chức này nha các thầy cô. Thuận lợi đó là học trò của mình nó sẽ có những bé được làm việc độc lập và khác biệt nhau, mỗi bé làm việc cá nhân riêng. Cái thứ hai là mình có thể phát và như vậy chúng ta cũng sẽ tạo được cái sự hòa thuận trong lớp, không có gây ra tranh cãi vì các bé làm việc riêng. Nhưng cái điều này cũng sẽ dẫn đến những điều bất lợi, đó là cái việc mà thời gian mà nói sẽ rất là mất thời gian, và cái việc giao tiếp giữa cả của cái giáo viên dành cho cả lớp sẽ rất mất rất là nhiều thời gian, thay vì chúng ta sẽ đến từng nhóm nói với cả nhóm. Và chúng ta cũng sẽ làm cho các bé mất cái sự hợp tác và sự lệ thuộc vào các bạn của mình. Theo work, làm việc theo nhóm đôi, thuận lợi đó là chúng ta sẽ tăng cường cái thời gian để các bé được giao tiếp bằng lời nói, các bé có thể thực hành nói với các bạn cùng nhóm. Bên cạnh đó đó thì chúng ta sẽ tổ chức cái việc làm cho nó sẽ đơn giản và sẽ nhanh gọn hơn, bởi vì các bé làm nhóm đôi thì bao giờ cũng nhanh hơn là các bé làm việc cá nhân. Và chúng ta cũng có thể cho giáo viên có thể tiếp cận với những cái cặp mà các bé sẽ thấy, những cái cặp mà khi các bé kết thúc công việc sớm hơn so với các nhóm khác thì giáo viên cũng có thể đến gần các cặp nhóm, các nhóm đó để cùng trao đổi, và có thể là mình có thể tăng cường thêm các hoạt động khác cho các bé. Nhưng có một sự bất lợi đó là khi mà các bé trao đổi nhóm đôi thì các bé sẽ tạo ra rất là nhiều tiếng ồn, và vì các bé làm việc riêng với nhau cho nên cũng có thể xảy ra những cái tình huống là dẫn đến là các bé sẽ vì là các bé làm việc cho rất là nhiều cho nên là các bé sẽ có những cái hành động mà không được cho phép, cho nên là chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ hơn. Và cái việc này cũng có một vấn đề xảy ra là các bé không, khi mà lựa chọn để làm cặp đôi với nhau cũng sẽ là một vấn đề, do là cái mối quan hệ của học sinh của mình không phải lúc nào bé này cũng thích làm việc với bạn này hoặc là làm việc với bạn kế bên mình, cho nên chúng ta cần quan sát kỹ và cũng có thể thay đổi một tí, có thể cho bé làm việc với một người khác để cái công việc mà làm theo work nó sẽ đạt đến hiệu quả cao nhất. Group work. Đối với cái việc làm nhóm thì có những thuận lợi như thế này các anh chị. Và việc làm nhóm sẽ tăng cơ hội cho các bé để các bé được có thể nói với các bạn của mình, sử dụng ngôn ngữ, trao đổi và nói, tăng tính giao tiếp nhiều hơn. Cái thứ hai là chúng ta cũng khuyến khích được những cái kỹ năng hợp tác giữa học sinh với nhau. Và cuối cùng là chúng ta cũng sẽ tạo cho các bé cái tính tự học rất là tốt, và
học sinh của mình cũng có thể chọn lựa để có thể mà tham gia vào cái việc làm nó như thế nào. Và những cái bất lợi đó là nó sẽ tạo ra rất là nhiều tiếng ồn, bởi vì đặc biệt là khi học sinh ngồi với nhau, các bé rất là thoải mái trao đổi, cho nên tiếng ồn sẽ rất là nhiều. Và như vậy, việc tổ chức của mình cũng sẽ rất là mất thời gian nếu chúng ta không có những quy định từ đầu. Và chúng ta cũng không phải là tất cả các học trò của mình đều thích cái việc làm nhóm đâu. Nếu như mà chúng ta không có một cái kế hoạch và một cái cách làm việc nó hợp lý. Như vậy thì làm sao để chúng ta thành lập và chúng ta hình thành cái việc làm cặp hay việc làm nhóm để cho đạt được hiệu quả cao nhất? Như các anh chị, chúng tôi có những cái gợi ý sau đây. Thứ nhất là trước khi làm thì mình phải giải thích quy trình làm việc như thế nào, và chúng ta cũng phải đảm bảo rằng là chúng ta giải thích một cách đầy đủ, không qua loa, để các bé nắm được cách tiến hành việc hoạt động nhóm như thế nào cho hiệu quả nhất, để các bé nắm được. Cái thứ hai là chúng ta cũng nên làm mẫu, tức là mời một hoặc là hai bạn xung phong lên để chúng ta làm mẫu, để cho các bé biết được rằng trong hoạt động này chúng ta sẽ phải làm như thế nào, và làm mẫu một cách cụ thể rõ ràng nhất. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta cần phải kiểm tra lại, là để kiểm tra xem là liệu rằng học trò của mình đã nắm được, đã hiểu được cái tiến trình làm thực hiện cái việc làm nhóm, làm cặp đó chính xác chưa. Và lưu ý là khi mà chúng ta đặt câu hỏi để chúng ta kiểm tra lại thì nên đặt các câu hỏi có từ hỏi, WH question, tránh đặt các câu yes no question. Để vì khi chúng ta đưa ra các câu hỏi yes no question thì thông tin chúng ta nhận lại được thì đa số sẽ là yes. Cho nên là chúng ta nên đặt các câu hỏi có từ hỏi để chúng ta nắm được rằng là các bé đã hiểu chưa, để chúng ta giải thích một lần nữa cho cụ thể hơn. Và cuối cùng là cái để cho các hoạt động này nó nhanh thì chúng ta cũng cần phải là thêm một vài hoạt động. Khi mà những nhóm, có những nhóm mình phải chuẩn bị sẵn các hoạt động để các nhóm này khi mà đã làm xong rồi, các nhóm nhanh hơn so với các nhóm khác sẽ làm thêm. Ví dụ nếu tất cả các nhóm đều vẽ nhưng có một nhóm vẽ quá nhanh và hoàn thành trước thì mình có thể là yêu cầu thêm nhóm đó tô màu để cho bức tranh đẹp hơn. Như vậy thì sẽ đỡ các bé có khoảng thời gian ngồi không. Khi mà các bé phải ngồi không để mà chờ các nhóm khác kết thúc thì việc diễn tới là các bé sẽ tạo ra tiếng ồn. Trẻ con mà chắc chắn là sẽ nói chuyện thôi. Và cũng sau khi các bé làm xong thì các thầy cô, khi mà chúng ta đi xung quanh các bé để kiểm tra việc hoạt động nhóm của các bé thì các thầy cô cũng cần lưu ý là chúng ta cũng phải cho các bé lại những cái feedback, những cái phản hồi về việc mà các bé đã làm. Hôm nay nhóm này làm như thế là tốt, nhóm kia làm chưa được tốt, cần cải thiện ở cái những khoản nào, để các bé biết và các bé có thể thay đổi để lần sau các bé có tiến bộ nhiều hơn. Và cuối cùng thì và kế tiếp chúng ta cũng cần là sau khi các bé hoạt động nhóm rồi, chúng ta phải mời đại diện các nhóm lên. Có thể là ngày hôm đó không đủ giờ, chúng ta cũng sẽ phải mời một hai nhóm lần sau mời tiếp, để các bé có thể đứng lên để trình bày được là nãy giờ nhóm mình đã làm gì, và chúng ta cũng kiểm tra lại xem là kết quả của các bé làm có tốt hay không. Và chúng ta đặc biệt cần phải lưu ý điều này thì các thầy cô, đó là khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải set a time, a clear time. Tại vì sao ? Khi mà chúng ta đưa ra một cái thời gian như vậy, một cái giới hạn, ví dụ có hoạt động này của mình chỉ trong vòng 5 phút thì các thầy cô cũng cần nhắc các bé là ok, we have 2 minutes, 1 minute and then stop. Tức là chúng ta cũng có những cái giới hạn về thời gian như thế để các bé biết. Chứ nếu như chúng ta không có những cái giới hạn thời gian thì các bé sẽ làm việc một cách rất là lan man và không tập trung vào vấn đề chính. Và chúng ta cũng cần phải kiểm soát được cái việc làm của các bé để chúng ta biết được rằng là tất cả các bé đều được tham gia một cách đầy đủ nhất. Nhưng mà đừng quá quản lý các bé quá chặt. Sau một thời gian tôi đã vô lại được rồi. Các thầy cô ơi, các thầy cô nào mới vừa vào, các thầy cô có thể quá thôi nha. Mình nhé. Lần nãy thì tôi bấm tiếng lia lịa chứ giờ vô được rồi. Hello. Thầy cô ơi, mình đang nghe các thầy cô đang nói chuyện rất là nhiều lý do, cho nên là cũng mong các thầy cô chúng ta tắt mic giùm mình nhé. Do là nãy giờ có một số cái vấn đề đó, cho nên là mic đã được tắt.
từ đầu nhưng bây giờ lại có một số cái đã mở lên lại. Dạ, dạ các thầy cô nghe rõ chứ ạ? À? Nếu như các thầy cô có gì cần thảo luận, các thầy cô có thể mở cái chat box ra và các thầy cô nhắn cho mình nha các thầy cô. Chúng ta tiếp tục ha. Như vậy chúng ta việc mà thành lập các nhóm, mình có một gợi ý cho thầy cô, tức là mình sẽ chia vai cho các bé khi mà làm việc nhóm. Ví dụ để các bé đều thấy rằng là mình có việc làm và mình rất là quan trọng trong nhóm của mình. Vậy thì mình sẽ chia vai như thế nào? Để mà cái việc mà thành lập nhóm á, mình cũng cần có những cái giai đoạn để mình chia ra cái vai trò của mỗi thành viên, để các bé biết được rằng là các bé sẽ phải làm gì trong cái lúc mà hoạt động nhóm. À, những cái đó mình sẽ phân vai để các bé cũng có thể tự chọn lựa cái vai trò của mình, và giáo viên của mình có thể kiểm soát lại, và chúng ta nhờ các nhóm trưởng để các nhóm trưởng ghi nhớ. Ở đây mình cũng sẽ đưa ra cho các thầy cô một số gợi ý các vai trò của các bé. Ví dụ mình cũng có timekeeper. Cái bạn này tức là nếu như mà giáo viên quy định 5 phút và ở trên bảng mình kẻ một cái dòng để mình giới cho các bé biết là ok, you have 4 more minutes, you have 3 more minutes. Nhưng nếu như mà chúng ta cứ để các bé phải quay lên để nhìn thì như vậy thì cái việc hoạt động nhóm nó sẽ không trơn tru. Như vậy các bạn phải làm sao? Thì chúng ta sẽ chọn ra một người trong nhóm, cái người đó chỉ là quản lý thời gian, và người đó sẽ có nhiệm vụ là quay lên để xem coi còn bao nhiêu phút để nhắc các bạn, và các bạn khác chỉ tập trung vào việc làm của mình thôi. Hoặc là chúng ta cũng có thể phân cho một bạn, bạn này mình có vai trò gọi là coordinator. Bạn này sẽ quan sát để xem được rằng là những bạn còn lại trong nhóm mình đều đã được phân công chưa, nếu chưa và phân công có công bằng hay không. Nếu như mình thấy là chưa có công bằng, như vậy thì mình có thể yêu cầu là cho các bạn thêm một công việc gì đó, phân thêm để bạn có thể hỗ trợ take note, ghi chú cho các cho có người giữ vai trò là writer. Ở đây thì chúng ta tùy theo cái nhóm của mình là lớn hay nhỏ thì các thầy cô cũng có thể phân thêm các bạn làm supply master. Cái người này tức là người giữ vai trò là ví dụ giáo viên yêu cầu là mỗi nhóm sẽ có một tờ giấy, bạn này sẽ là người kiểm tra xem nhóm mình có chưa. Nhóm mình phải có một marker, bạn này cũng sẽ là người kiểm tra. Supply master rất là quan trọng. Và cái bạn mà một mình cũng có thể phân ra thêm một vai nữa, đó là community expert, là cái bạn này sẽ là cái người đứng ra mời bạn này phát biểu ý kiến, bạn kế tiếp phát biểu ý kiến để cả nhóm của mình sẽ take turn để nói, chứ không phải là nói cùng một lúc sẽ tạo ra tiếng ồn. Như vậy thì nhờ các bạn này có vai trò trong nhóm như thế, giáo viên của mình sẽ đỡ rất là nhiều trong cái việc mà quản lý tiếng ồn trong lớp và quản lý nhóm. Giáo viên mình chỉ đi để kiểm tra được là cái việc làm nhóm của các bé đã thật sự thành công hay chưa. Gợi ý cho các thầy cô là để tổ chức nhóm thành công, chúng ta sẽ có những cái nhóm như thế này. Thứ nhất, các thầy cô có thể cho các bé tự lựa chọn nhóm của mình. Hôm nay, nhưng mà cái việc mà tự lựa chọn nhóm như thế này cũng sẽ dẫn đến là các thầy cô sẽ thấy là những bạn nào thích bạn thích nhau và chơi với nhau sẽ thành lập cái nhóm đó. Hoặc là những người mà lười di chuyển thì suốt ngày cứ ngồi tại một chỗ thôi, cho nên chúng ta cũng sẽ để ý để chúng ta sắp xếp lại. Thứ hai là chúng ta cũng có thể là sắp xếp một cách là random, tức là mình có thể cho các bé đếm. Ví dụ all of the class have to count from 1 to 3. Take turn to count 1, 2, 3 and 4. Sau đó chúng ta sẽ number 1 stand up, và những bạn ở số 1 các bạn nó sẽ di chuyển đến và cùng làm việc cùng một nhóm. Number 2 là một nhóm, number 3 là một nhóm và number 4 là một nhóm. Thì ở đây cái này mình được gọi là random grouping. Thì cái này sẽ là rất là thú vị, bởi vì các bạn đó sẽ phải giao tiếp với những thành viên khác trong nhóm, trong lớp của mình. Và như vậy thì các bạn sẽ có thêm nhiều bạn. Và vì là như vậy mình sẽ cho các bạn thấy được rằng mình sẽ kiểm tra được là những cái bạn nào có sự có khả năng quản lý nhóm tốt. Để lần sau chúng ta khi tiến hành một cái nhóm, đây là mình được gọi cái nhóm cuối cùng này, mình gọi là cái nhóm chỉ định của giáo viên. Tức là giáo viên của mình ngày hôm đó cũng có thể chọn bốn bạn này sẽ phải làm việc chung với nhau, tức là các bạn phải di chuyển. Thì như vậy ở đây là có mục đích của mình rõ ràng.
tại sao mình phải nhớ một cái nhóm mới như vậy, cái này là nâng cấp lên. Thì để xem thử xem chúng ta cũng có thể chọn ra được những cái leader tốt nhất để mình thay đổi, để các bạn đó có thể hỗ trợ cho giáo viên của mình tốt hơn. Và cái thuận lợi trong cái việc làm nhóm đó là chúng ta sẽ cho học trò có cơ hội để mà nói nhiều hơn, tại vì chúng ta mục đích cuối cùng để dạy tiếng Anh là mục đích giao tiếp. Vì vậy cho nên là nếu mà tạo cơ hội cho các bạn được nói, được trao đổi với nhau nhiều thì sẽ tạo rất là nhiều điều kiện để mà cái việc mà các bé tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh để trao đổi với người khác. Cái thứ hai là chúng ta cũng thay đổi nhóm như thế này, đó cũng là một cách để chúng ta thay đổi không khí bài học, tránh cho cái sự nhàm chán cho học sinh của mình. Khi mà các bé cứ phải ngồi mà cứ nhìn thẳng lên thầy cô thì như vậy sẽ rất là buồn. Trong khi đó nếu mà các bé được cơ hội được nói với các bạn, bạn trong nhóm đôi, nhóm bốn thì như vậy các bé sẽ hào hứng hơn vì các bé được học qua bạn bè. Và chúng ta cũng để cho các bé thường xuyên để mà chúng ta trộn các bé các nhóm khác nhau. Hồi nãy mình cũng có nói là selected, là không có để mà trên vai trò là học trò mình tự chọn, mà bây giờ giáo viên sẽ thay đổi để các bé học được nhiều hơn. Và khi mà chúng ta đã chủ định chọn nhóm thì chúng ta cũng có thể mix, tức là cho các em khá, các em giỏi cùng với một vài em trình độ tiếng Anh chưa được tốt lập chung một nhóm để các bạn khá giỏi có thể hỗ trợ và có giúp cho các bạn chưa tốt môn Anh văn tiến bộ hơn. Và chúng ta cũng là thành lập được cho các em một cái ý thức về cái việc làm việc nhóm và để đạt được cái mục tiêu của nhóm mình. Và như vậy thì chúng ta không phải chỉ có giáo viên là cái người dẫn dắt các em học, mà các em cũng có thể là những người chúng ta đổi vai trò, là có những học trò sẽ là người dẫn dắt cái giờ học đó. Và như vậy thì mình cũng sẽ cái việc mà chúng ta quản lý học trò cũng không quá là áp đặt, tạo cho các em có không khí thoải mái để đưa đến cho các em là việc hình thành học một cách tốt đẹp hơn. Ở đây cũng xin giới thiệu với các thầy cô là như vậy thì cái việc mà cho các em làm việc nhóm và hoạt động các hoạt động game của các em, hoạt động trò chơi của các em theo nhóm, các em mình có thể lấy từ đâu? Đối với bộ Family and Friends trong quyển Teacher Book đây, các anh thầy cô có thể mình lên ngay trang của Phương Nam, mình vào cái phần các thầy cô có thấy mình khoanh đỏ không ạ? Đó, mình vào trang tiếng Anh Family and Friends, sau đó các thầy cô chúng ta sẽ chọn vào quyển Teacher Guide. Và tiếp tục các thầy cô có thể thấy rằng mình sẽ thấy có cái Teacher Guide này, các thầy cô tải xuống cái quyển này file PDF à. Và trong đó khi các thầy cô lướt tới nữa ở trang 74 thì các thầy cô sẽ có game bank. Ở đây các thầy cô chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi được gợi ý, các thầy cô có thể chọn lựa và qua đó mình sẽ có một sự chuẩn bị tốt nhất cho cái việc cho các bé hoạt động chơi trò chơi trong nhóm đôi hay nhóm bốn hoặc là chơi trong cả lớp. Đối với quyển tiếng Anh 1, ở đây các thầy cô cũng có thể tải xuống từ bộ trên trang web sách mềm, thì các thầy cô tải cái quyển sách giáo viên và các thầy cô có thể tìm được ở trong phân corner. Mình cũng có những gợi ý về các trò chơi mà các thầy cô có thể sử dụng. Yeah. Và hôm nay mình cũng xin giới thiệu với các thầy cô một trò chơi mà ở đây mình thấy là cái trò chơi trên một cái trang web và được gọi là Sleeping Penguins Game trên trang web này của đã đăng rất là nhiều cái trò chơi trên file PowerPoint. Trò chơi này chơi như thế nào thú vị lắm ạ. Ở đây ví dụ các thầy cô mình có thể phân ra nhóm của học trò của mình là thành các bé có thể chơi theo nhóm gồm 5 bé. Mình phân ra mình sẽ trong nhóm đó có những bé là được là number 1, number 2, number 3 hoặc number 4, những và một bé nữa là number 5. Number 5 có nhiệm vụ là writer. Mình yêu cầu cả lớp có thể là sleep. Và khi các bé được lắng nghe cô gọi, for example teacher say number 1, thì những bạn thuộc number 1 của tất cả các nhóm các bạn sẽ thức dậy. Sau khi các bạn thức dậy thì các bạn sẽ take note. Các anh chị thấy không ạ? Dạ, thầy tiếp tục sleep please number 1, thì các bạn number 1 sẽ bắt đầu úp mặt xuống và mình sẽ gọi tiếp, mình có thể gọi number 4.
Ok. Yeah. Sau khi number 4 take note, mình cũng sẽ lần lượt 3 and then 2. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua. Ở đây các thầy cô sẽ nghe một âm thanh. Các anh thầy cô có nghe được âm thanh không ạ? Khi các bé có âm thanh này thì all wake up. Và ở đây mình sẽ có một động lệnh cho writer là unscramble the letter to make a word. Ok. Tức là những bạn nãy giờ đã take note hết và sẽ đưa đến và writer cùng với các bạn thảo luận. Nhóm nào thảo luận xong sẽ raise the ball trước. Ok, do you know the answer? Các thầy cô có biết được là đáp án của cái từ hồi nãy là gì không ạ? Xin trả lời đó là pink. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thưa các thầy cô. Như vậy mình cũng đã giới thiệu với các thầy cô đến các thầy cô một trò chơi để chúng ta có thể hoạt nhóm. Do là lớp mà mình có làm một cái thống kê thì mình phát hiện ra rằng là rất là may mắn cho giáo viên của mình. Đó là chúng ta đa số cái lớp học của các thầy cô thì thường là trên 30 nhưng mà trên 40 hôm rồi thì các chỉ có 2 hoặc 3 thầy cô trả lời với mình lần lớp của các thầy cô trên 40 thì là may mắn quá. Do là có rất là nhiều trường hợp các thầy cô phải quản lý lớp của mình đến 50 và 60 em. Chính vì vậy, việc mà chia nhóm trong việc dạy học trò sẽ rất là sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho giáo viên của mình. Lý do là mình không thể đến gần với tất cả học trò nếu như mà sĩ số các em quá đông. Như vậy khi chúng ta chia nhóm và chúng ta chọn lựa ra được những bé mà có năng khiếu, những bé mạnh về môn Anh văn và có khả năng hỗ trợ mình trong việc quản lý lớp thì chúng ta sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn. Vì học trò của mình không chỉ học tốt thông qua là việc học với thầy cô mà các bé càng học tốt hơn thông qua việc học với bạn bè. Do là các bé sẽ học được rất nhiều từ bạn bè qua việc trao đổi với các bạn. Dạ, đây là những cái thông tin mà các thầy cô có thể liên lạc để gửi đến thắc mắc. Nếu như mà các thầy cô đăng câu hỏi trên diễn đàn cũng được ạ. Bên cạnh đó các thầy cô cũng có thể gửi mail đến cho các bạn trong bộ phận của phòng chuyên môn. Các bạn đó cũng sẽ gửi đến cho cái câu hỏi của thầy, chuyển các thầy, câu hỏi của thầy cô đến cho báo cáo viên và các báo cáo viên cũng sẽ trả lời trực tiếp đến các câu hỏi của các thầy cô. Như vừa rồi thì cái câu hỏi của kỳ trước mình nhớ là cô Loan có hỏi mình là nên sử dụng game thế nào đối với cái lớp mà sĩ số quá đông. Thì hôm nay mình cũng hy vọng rằng những cái câu trả lời của mình sẽ đáp ứng được cái thắc mắc của thầy cô. Dạ, các thầy cô ơi, bây giờ các thầy cô cũng có thể mở ra cái chat box để các thầy cô đặt thêm câu hỏi cho mình nhé. Mình đã bắt đầu mở chat box ra rồi. Nếu các thầy cô nào chúng ta có câu hỏi về việc hình thành hoạt động nhóm và quản lý lớp học, các thầy cô có thể đặt câu hỏi lên ạ. Cũng xin ý kiến của các thầy cô là nãy giờ chúng ta nghe có rõ không và chúng ta cần nhắc lại ở những cái vấn đề nào, các thầy cô có thể hỏi mình thêm nhé. Xin mời các thầy cô. Nếu mà các thầy cô nào chúng ta cũng đang có không thể nào mà kịp để mà có thể gọi, các thầy cô cũng có thể bật mic lên và đặt câu hỏi trực tiếp cho mình ạ. Mời các thầy cô. Hello. Việc đầu năm học này các thầy cô đã ứng dụng được cái phần sử dụng Classroom trong giờ học chưa ạ?
thầy cô ơi, chúng ta có thể reach đến cái chat box và các thầy cô có thể nhắn câu hỏi trực tiếp lên cho mình nhé. Hello. Mời các thầy cô chúng ta cùng đặt câu hỏi nha. Các thầy cô có thấy thấy được cái chat box không ạ? Các thầy cô nếu mà có góp ý thêm gì cho diễn đàn của mình, các thầy cô cũng có thể gửi tin nhắn cho mình nhé. Dạ, mình cũng xin nhắc lại một lần nữa để cách để các thầy cô chúng ta có thể xem lại cái game bank để mình lựa chọn đối với family and friends. Các thầy cô xem ha, chúng ta có thể đăng nhập vào trang Phương Nam, lựa chọn tiếng Anh family and friends national edition và sau đó chúng ta sẽ chọn cái quyển teacher guide. Yes, okay, và các thầy cô chọn mình download xuống cái phần này. Ở đây là file PDF cho nên các thầy cô sẽ phải download xuống để mình để vào trên trang trên cái máy cá nhân của mình. Và sau đó chúng ta cũng có thể là lựa chọn các game cho thuận lợi trong cái việc mà mình dạy. Cách xem lại bài giảng cũ. Trong cái bạn cái bài giảng cũ của mình vẫn còn để trên cái Nearpod, tức là cái phần mà các mà thầy cô có thể làm quen đó, thầy cô là các thầy cô vào và mình cũng có để sẵn link để một số tài liệu để các thầy cô tham khảo. Công ty Phương Nam cũng đang có dự đang là có ghi âm lại hết và thâu lại hết các bài giảng của các báo cáo viên, cho nên các thầy cô yên tâm nhé. Sắp tới thì công ty Phương Nam sẽ đưa lên và sẽ đưa lên một cái trang YouTube của công ty Phương Nam. Và lúc đó thì chúng tôi sẽ gửi link đến cho các thầy cô. Các thầy cô cũng có thể quay lại cái trang của công ty Phương Nam. Tại vì mình cũng có để sẵn bài và trong các bài đó thì mình cũng có chia sẻ để mà các thầy cô đưa link cho các thầy cô và các thầy cô cũng có thể làm một số bài tập ngắn ngắn để mình kiểm tra xem là các thầy cô đã thích cái chủ đề mà mình đưa ra hay không, để tham khảo ý kiến từ của các thầy cô từ trước để mình có thể chuẩn bị được tốt hơn. Mình cũng nhắc lại ha, các thầy cô quay lại cái trang diễn đàn và các thầy cô vào cái topic của từng chủ đề của từng kỳ và các thầy cô có thể theo dõi được ạ. Rồi sắp tới khi mà có đăng cụ thể lên thì chúng tôi cũng sẽ gửi link trên diễn đàn của mình để các thầy cô có thể tham gia. Dạ các thầy cô ơi, chúng ta có thể vào chat box để gửi thêm câu hỏi nếu các thầy cô có thắc mắc ạ. Cái việc chia nhóm đối với học trò của mình đó là cái việc mà mình nghĩ là rất là cần thiết các thầy cô. Bởi vì khi mà mình tạo một cái thói quen như vậy thì trong xu hướng mới bây giờ thì cũng sẽ cho các bé làm việc nhóm rất là nhiều. Cho nên nếu như chúng ta tạo cho các bé thói quen từ sớm và thì công việc giảng dạy của chúng ta thứ nhất sẽ nhẹ nhàng. Thứ hai là các bé sẽ phải vì biết mang tính đồng đội cho nên các bé sẽ tự học nhiều hơn và hỗ trợ mình thật là tốt trong cái việc mà các bé tự học. Rồi tự phát hiện ra được là mình cũng có thể qua đó không chỉ phát hiện là cái khả năng ngôn ngữ của các bé tốt mà các bé mình cũng có thể phát hiện ra được cái khả năng quản lý của các bé nữa.
Chính vì vậy mà mình sẽ phân vai các bé một cách rõ ràng và cụ thể và hợp lý nhất có thể đối với khả năng của từng bé. Dạ, xin mời các thầy cô đặt thêm câu hỏi đi ạ. Chúng ta còn đến, chúng ta còn 5 phút nữa để cùng trao đổi ạ. Các thầy cô có thể là khi mà chúng ta sử dụng các hoạt động mà được gợi ý từ các báo cáo viên và chúng ta thành lập, chúng ta mang vào áp dụng tại lớp, nếu như chúng ta gặp một số vấn đề và chúng ta cảm thấy rằng chưa có thật sự hài lòng, các thầy cô cũng có thể gửi câu hỏi lại để các báo cáo viên hỗ trợ các thầy cô nhiều hơn trong cái việc là các thầy cô sẽ sử dụng như thế nào. Hello, các thầy cô ơi, các thầy cô có câu hỏi gì nữa không ạ? Cũng nhắc lại là chúng ta sẽ sinh hoạt theo định kỳ ha các thầy cô, là một tháng chúng ta sẽ sinh hoạt định kỳ 2 lần, một lần vào giữa tháng và một lần vào cuối tháng. Nhưng trước đó thì tuần thứ nhất và tuần thứ ba của hàng tháng các tài liệu sẽ được up lên, cho nên các thầy cô có thể vào để xem. Cũng có thể sau khi xem xong tài liệu, các thầy cô có những thắc mắc của bản thân mình, các thầy cô cũng có thể note lại để sau đó khi chúng ta tham gia trên các diễn đàn này, các thầy cô gửi trực tiếp vào chat box để được các báo cáo viên trả lời một cách trực tiếp và rõ ràng nhất. Mình cũng hy vọng rằng khi mà các thầy cô ứng dụng vào trong giờ học của mình, các thầy cô cũng có thể chụp hình lại, hoặc các thầy cô cũng có thể quay những clip ngắn và gửi cho mình để mình xem là chúng ta đã có những thành quả gì bước đầu trong việc dạy học. Hello, mình thấy im hơi lặng tiếng quá à. Trong chat box chỉ có một câu hỏi duy nhất của bạn thôi. Dạ, kính thưa các thầy cô, nếu như mà các thầy cô không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể dừng cái buổi workshop của mình tại đây, và cũng mong các thầy cô là chúng ta sẽ dành một ít thời gian khi chúng ta quay ra, chúng ta sẽ click vào đường link của Nepot, các thầy cô có thể xem lại. Ở trên đó mình cũng có tạo ra một vài trò chơi matching, các thầy cô cũng có thể tham gia. Các thầy cô lưu ý là đừng có xem không thôi nha, các thầy cô phải đăng nhập vào, đăng ký tên của mình để mình biết được rằng là đã có bao nhiêu người đã cùng tham gia về những cái hoạt động mà mình đã tạo ra và để trên trang Newport của mình nhé các thầy cô. Dạ, như vậy thì cũng cảm ơn các thầy cô đã tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Siêu ơi, công ty Phương Nam chúng ta có trao đổi gì thêm cho các bạn không ạ? Hello, hello. Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi workshop của chúng ta tại đây nha các anh chị. Và cũng mong rằng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ các anh chị thật nhiều. Yeah, goodbye, have a nice day. Hẹn các anh chị lại vào thứ 6 tuần thứ 2 của tháng 10 nha. Yeah, chào tạm biệt các anh chị ạ.